Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm. Và đây không phải là đồ chơi các bạn à. Và đây là một bộ sản phẩm dụng cụ hỗ trợ cho chúng ta trong công việc lắp ráp Gundam hay là Modern Kit. Và bộ sản phẩm này có tên là Workstation Pro. Tức là cái mẫu sản phẩm này nó sẽ gồm nhiều phiên bản các bạn à. Và đây là phiên bản Pro, nó có phiên bản Basic nữa. Và phiên bản đó thì nó sẽ không có kính lúp, nó không có đèn. Còn phiên bản Pro này của chúng ta sẽ có thêm đèn LED và kính lúp để hỗ trợ cho chúng ta trong công việc lắp ráp Gundam hay mô hình dễ hơn. Và mẫu sản phẩm này thì tôi mua và tôi order từ Nhật về với cái giá là tầm khoảng 1,2 triệu. Và đây là mặt sau của cái box, nó sẽ cho chúng ta thấy được bên trong nó gồm những gì. Một cái bàn lắp ráp, một cái kính lúp, một cái đèn và một cái tấm. Cái tấm này gọi là cutting mat. Và cái miếng này có tác dụng hỗ trợ để cắt dán băng keo đó các bạn, masking để mà dán sơn cho Gundam. Tuy nhiên nếu mà ráp chay thì cũng không cần thiết lắm. Thôi không dùng dài nữa, tôi sẽ khui ra để xem bên trong nó có những gì nhé. Đây, mở ra. Cái hộp được thiết kế rất là đẹp các bạn à, chắc chắn và nó được cán mờ rất đẹp nha. Bên trong của nó sẽ là như thế này. Và tiếp tục chúng ta sẽ mở ra một lớp nữa. Ở cái mặt trên chúng ta sẽ có một cái chi tiết. Cái chi tiết này chính là cái phần kính lúp đó các bạn. Và nó là bằng nhựa nha, chứ không phải là bằng thấu kính thủy tinh. Để tôi xem. Đây, để vào thì cái kéo nó sẽ bự hơn, các bạn thấy không? Và ở đây nó cũng có cái công tắc nữa các bạn ạ. Công tắc để mở đèn lên luôn. Tất nhiên là tôi chưa có gắm vào cái nguồn cho nên nó sẽ không có lên đèn. Rồi, để qua một bên. Và chi tiết này, chi tiết này chính là đèn LED. Công tắc ở đây, tắt mở. Rồi, để qua một bên nhé. Và lấy cái miếng này ra. Đây là cái bộ sản phẩm chính của chúng ta. Và tôi nói luôn đến các bạn rằng cái bộ sản phẩm này nó sẽ không kèm theo kềm, dao, nhíp này nọ các kiểu. Nó chỉ là cái bay, là một cái chỗ để chúng ta lắp ráp Gundam mà thôi. Giống như laptop vậy đó các bạn. Mở lên. Và đây, hai cái thanh nhôm này tôi cắt ra. Không biết là gì, chắc là bằng sắt chứ không phải nhôm đâu các bạn, bằng sắt đó. Và đây là cái tiếng mắt của chúng ta. Khi mà chúng ta muốn cắt băng keo để dán lên mô hình và che để sơn đó các bạn, thì chúng ta sẽ thao tác trên cái miếng này. Nó sẽ có độ nè, 45 độ, 30 độ nè, để chúng ta có thể dễ dàng đo cắt cho nó chính xác. Và sẽ có hai màu các bạn à. Một bên, một mặt là màu đen và một mặt là màu xanh như thế này. Các bạn thích mặt nào thì các bạn để thôi. Và đây, chúng ta sẽ cắt mô hình ở trên đây. Ở trên đây nó sẽ có một cái miếng lưới bằng nhôm, bằng nhôm hay bằng kim loại, bằng sắt gì đó tôi không biết. Và nó sẽ có những cái lỗ như thế này. Để khi chúng ta cắt và chúng ta xử lý nhựa thừa thì nhựa thừa nó sẽ rớt vào bên trong. Khi mà rớt vào nhiều rồi thì chúng ta sẽ kéo cái này ra và chúng ta đem cái này đổ đi, đổ cái phần nhựa thừa đi. Rất là tiện lợi và nó sẽ không có văng ra đầy nhà nha các bạn. Bây giờ ta sẽ mở cái miếng này ra. Đây là một cái miếng kim loại. Và nếu như chúng ta để một miếng này vào thì nó sẽ rất là ộp ẹp. Các bạn thấy không? Do đó mà hãng đã cho chúng ta thêm hai cái thanh kim loại như thế này. Chúng ta sẽ bắt ngang qua để giúp cho nó vững chắc hơn. Và bây giờ chúng ta đậy lại. Rồi, ok rồi đó các bạn. Chúng ta sẽ để vào cho nó đúng khớp. Như vậy là xong. Và chúng ta đậy cái nắp lại. Và để cái miếng cutting mat ở trên đây. Còn đây là cái gá để chúng ta có thể để cái kềm vào. Ở chỗ này có một cái lỗ nữa các bạn, chúng ta sẽ gắn vào đây. Và đây là một cái cọng dây kết nối. Để tôi xem cái bản hướng dẫn nhé. Đây cái tờ hướng dẫn của chúng ta. Làm sao để kết nối vô ta. Còn đây là cái gì, nó cho chúng ta một cái hộp này nè, không biết là cái gì nữa, để tôi mở ra xem. Ủa, quái lạ, không có gì cả. À, chắc là để nó dằn lại, để chống sốc mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu nha. Tạm thời đẩy cái nắp lại. Đây, ở đây nó sẽ có một cái nắp để che nè. Ta sẽ mở ra. Và nó sẽ có một cái cổng kết nối USB ở đây.
và chúng ta sẽ gắn vào như thế này nè các bạn. Gắn cái cổng USB vào đây. Rồi, nó sát rồi đó các bạn. Và bên đây cũng có một cái cổng nữa và ta sẽ mở ra cổng USB đây. Và chúng ta sẽ gắn cái này vào, cái này là đèn LED. Rồi, ok. Và đây là cái nguồn nè các bạn, để chúng ta ghim vào ổ điện hoặc là ghim vào cái máy vi tính đó các bạn, để chúng ta dẫn điện vào cái đèn LED và cái kính lúp như thế này. Và bây giờ tôi sẽ thử cái tính năng điện của nó nhé. Chúng ta sẽ ghim cái cục sạc vào đây và mở ra. Không biết nó có tương thích điện hay không nữa, tôi ghim 7 đó các bạn. Không biết nó là bao nhiêu volt nữa. Rồi, ghim vào đây nè các bạn. Ok nha. Và bây giờ tôi sẽ mở đèn lên. Rồi, sáng đèn. Bây giờ tôi sẽ mở ra nha. Và đây là cây kềm của tôi nè. Tôi sẽ để qua bên đây. Đấy, thấy không? Đây là nhíp để gấp dán đề can. Và đây là bút Gundam Marker để kẻ. Lột cái bao ra đi. Và đây là dao xử lý mô hình. Và đây là cái runner để chúng ta lắp ráp. Để vào. Bây giờ tôi sẽ thử tắt đèn để chúng ta xem cái đèn LED của chúng ta sáng tới đâu nhé. Ồ, cũng không sáng lắm đâu các bạn à. Cũng không sáng lắm đâu. Và đây là cái kính lúp của chúng ta. Nó sẽ tích hợp thêm đèn ở đây. Đây các bạn xem nhé. Đó, để soi để thấy. Và hỗ trợ cho chúng ta trong cái công việc lắp ráp Gundam. Cái cọng dây này của nó là cái dạng dây sắt mà nó cuốn vòng lại như một cái lò xo đó các bạn, cho nên rất là dễ thao tác và bẻ không sợ gãy. Còn cái phần đèn LED cũng như thế thôi, cái cọng dây cũng là như vậy. Và ba cái đèn LED nhỏ để hỗ trợ sáng cho chúng ta. Và chúng ta sẽ thao tác lắp ráp Gundam ở trên đây nè các bạn. Sau đó chúng ta sẽ cắt và xử lý nhựa thừa, thì nhựa thừa nó sẽ rớt lên trên đây. Rồi sau đó, sau khi ráp xong chúng ta sẽ dọn dẹp một lần thôi. Rất là tiện. Và đây là trọn bộ sản phẩm của chúng ta. Các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào? Riêng cảm nhận cá nhân của tôi thì tôi thấy rằng cái bộ sản phẩm này có cũng được, không có cũng chẳng sao, không có chết chóc gì cả các bạn ạ. Vì quan trọng nhất vẫn là kềm, dao, nhíp. Như thế thôi là chúng ta đã đủ ráp Gundam rồi. Còn nếu như chúng ta muốn nhìn cho nó rồ hơn này nọ, hoặc là cho nó hỗ trợ cái công việc lắp ráp của chúng ta thêm cái phần dễ dàng, thì chúng ta mua cái bộ sản phẩm này. Cho nên một lần nữa tôi nhắc lại rằng bộ sản phẩm này hoàn toàn không cần thiết cho cái quá trình chơi của các bạn. Nó chỉ giúp cho cái quá trình chơi của các bạn thêm thi vị mà thôi. Clip đến đây là kết thúc. Các bạn có ý kiến gì về mẫu sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.